Xin chào mọi người, mình đang là Tứ Hiền. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem là cái phần mềm dựng phim. Trước cái màn hình máy tính của mình là một cái biểu tượng hình chữ V đó. Mình sẽ đích cái con chuột đó vào. Đây này là phần mềm dựng phim có tên như trên là Bcatro. Thì cái bản thân cái phần mềm này trước đây nó tên là Sony Picasso, thì tới phiên bản 14 nó đã không còn là tên là Sony nữa, mà nó tên là Makit, là một cái hãng Makit á, nó mua lại. Mình nghĩ là đó là cái phần mềm nó không biết nó có cái danh thu gì thất hay không, nhưng mà nó này nó bán cái sản phẩm này lại. Và cái hãng Magic này nó đã phát triển thêm mới là cái gì ta? À, là cái Magic Picasso 16, 17. Thì do cái cấu hình của cái máy của mình đó, thì nó yếu nên mình chọn cái 15 thôi. 15 này thì chắc cũng đủ dùng rồi, nhưng mà cũng phải yêu cầu là cũng cỡ 8GB trở lên. Cần có cái RAM 8GB nha các bạn. Tại vì mình đọc cái cấu hình thì nó cũng phải cũng cần. Và ít nhất là nó cũng cần cái cạch màn hình là 512. Thì mình sẽ nghĩ là mình sử dụng nó này thì chỉ cần thay một cái ổ đĩa SSD vô thì các bạn có thể chạy được cái phần mềm ngon lành. Và cái hướng dẫn của mình trên đây là mình chỉ cho các bạn xem cái giao diện nó trước thôi. Chưa có gì hết, chỉ là cho các bạn xem cái phần mềm này trước. Và cái phần mềm này nó cũng rồi là biết chi nghiệm rồi. Xem những phim mà thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ từ sau. Thứ nhất là mình sẽ hướng dẫn những cái cơ bản nhất cho các bạn sử dụng phần mềm này.